Tòa chung cư trên địa bàn quận Nam Từ Liêm với 475 hộ dân, tương ứng hơn 2.000 nhân khẩu, xác định khó tránh việc phát sinh các trường hợp F0, F1 điều trị và cách ly tại nhà. Thời gian này, ban quản trị chung cư đã chủ động lên phương án kiểm soát các hộ gia đình có F, phòng tránh lây lan dịch bệnh. Ban quản trị cũng đã giao cho ban quản lý và bộ phận bảo vệ là quay camera hướng vào những cái căn hộ mà có cách ly đấy để giám sát 24/24. Đấy, nếu mà cần hỗ trợ gì là gọi điện. Bên cạnh việc duy trì các biện pháp phòng dịch như nhắc nhở cư dân tuân thủ biện pháp 5K, hạn chế số lượng khách ra vào, việc vệ sinh khử khuẩn không gian chung từ cổng vào, sảnh, thang máy đến hành lang được tăng cường hơn trước. Sảnh thì chỉ có một sảnh nhỏ như thế này thôi. Vệ sinh hàng ngày thì lau bằng dung dịch chloramin B. Thế còn lại là hàng tuần thì mà tôi sẽ phun bằng dung dịch chloramin B toàn bộ 10 tầng nhà. Thế còn thang máy thì thay bằng cách là chúng tôi vệ sinh một tiếng một lần bằng cồn. Thì cái thiết bị mà khử khuẩn bên trong buồng thang máy nó sẽ có tác dụng rất lớn trong cái việc là vừa lọc không khí vừa khử khuẩn. Chúng ta hạn chế cái việc gặp gỡ giữa các căn hộ với nhau. Cái việc thực hiện tốt các cái biện pháp phòng bệnh trong khu công dân chung, trong cái chung cư mà có những cái trường hợp mà F0 mà chúng ta cứ tiếp xúc như vậy thì nó không thể ở trong một nhà, nó không thể trong một tầng và nó có thể là xảy ra trong cả cái tòa nhà. Cùng với đó, theo các chuyên gia, hoạt động tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện quy định phòng dịch của tổ COVID-19 cộng đồng tại chung cư cần chủ động sát sao hơn, từng bước giảm tải cho tuyến y tế cơ sở khi có sự gia tăng số lượng F0. Khi mà chúng ta triển khai cách ly tại nhà, y tế cơ sở sẽ tăng cái gánh nặng rất nhiều. Thứ nhất là họ sẽ phải có rất là nhiều bệnh nhân để mà theo dõi. Ví dụ như là nếu như có 100 bệnh nhân cách ly tập trung thì chỉ đôi khi chỉ cần một kíp thầy thuốc là theo dõi được rất là tốt. Nhưng mà nếu như 100 bệnh nhân ở 100 gia đình khác nhau thì cái việc là nhân viên y tế đến theo dõi tại chỗ là cực kỳ khó khăn. Theo đại diện ban quản trị một số chung cư, từ nay đến Tết Nguyên đán có nhiều ngày nghỉ lễ. Việc quản lý khách ra vào tòa nhà sẽ được tăng cường hơn, thực hiện nghiêm khai báo y tế cũng như các quy định về phòng dịch, góp phần vào công tác phòng chống dịch của chính quyền thành phố.